Mời anh chị cùng em lên chiếc xe gầm cao, máy lớn nhưng mà rất là đẳng cấp. Số là tự động, nghĩa là đến 2.3 là rất là mạnh, dành cho những anh em nào mà thích trải nghiệm cực kỳ mạnh. Và cái hộp số là hộp số tự động sơn màu đen luôn. Tôn thùng thì rất là dày, thì xem bên trong 5 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái. Bên em là sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị nha. Nó là rất là thoải mái luôn. Trang bị thêm là 4 cái cảm biến phía sau. Anh chị nào mà đam mê những cái dòng xe 5 chỗ ngồi thì hãy nhấc máy alo liền cho bên em ha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe. Phải nói là nếu anh em nào thích đam mê và trải nghiệm ha, những chiếc xe gọi là gầm cao, máy lớn và đặc biệt là trẻ trung, năng động đó. Đây là một cái dòng xe phải nói là cực kỳ ấn tượng, rất là ngầu. Anh chị không? Nếu mà đi trải nghiệm những cái dòng xe này phải nói là rất là tuyệt vời. Mời anh chị cùng em lên chiếc xe và trải nghiệm thử một dòng ha. Rất là, nói chung là đời không cao nhưng mà rất là đẳng cấp và sang trọng nha anh chị ha. Dòng xe này là 5 chỗ ngồi thôi nha, nhưng mà form dáng rất là cao ráo. Thì bên trong của một chiếc xe này anh chị, nó sẽ trang bị là một cái hộp số là tự động, để cho anh em mình đi nhàn nhã và khỏe ha. Rất là khỏe. Mời anh em let's go, mình đi thôi ha. Và cái dòng này á, là cái máy lớn nha anh chị nha. Máy nó đến 2.3 lần, cho nên là rất là mạnh, dành cho những anh em nào mà thích trải nghiệm những cái dòng xe mạnh mẽ, cao, rộng và nói chung là không kém phần sang trọng ha. Và những cái dòng xe này á, em cũng nói với anh chị rằng là chị dành riêng đặc biệt cho những anh em nào mà thích phong thái gọi là khỏe mạnh ha. Lực là mình đi những chiếc xe này chủ yếu là gia đình thôi, trải nghiệm thôi. Nếu còn những cái xe này mà anh chị mà kinh doanh dịch vụ là bó tay luôn ha. Đây anh chị, một chiếc xe là coi như là đời 2012 đó, sau 11 năm sử dụng anh chị. Thì mời anh chị vào bên trong, mình sẽ xem coi là chất lượng của chiếc xe nó 11 năm thì nó sẽ ra sao ha. Anh chị nào mà lấy chiếc xe này về đi những cái cung đường mà xấu, đường gọi là gồ ghề ha, đường cao, thì bảo đảm với anh chị đi rất là tuyệt vời anh chị. Ô đô đi đúng là 114.000 thôi, đi rất là ít ha, 114.000. Anh chị thấy nhìn cái bô lăng không là biết ha, đó, đi như thế nào. Bô lăng còn rất là đẹp. Và thứ hai là cái nội thất bên trong còn rất là sắc nét luôn, riêng cái củ số này cũng vậy ha. Đời 2012 và xe này thì bên em đang bán với giá là 315 triệu. Và anh chị biết á, là cái dòng này là máy 2.3, thì anh chị nào đã từng xài qua rồi ha, thì cho em biết là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó bao nhiêu, anh chị có thể là comment bên dưới. Còn riêng cái xe này mà máy 2.3 mà 5 chỗ ngồi như thế này, xác của nó cũng rất là nặng ha, thì em nghĩ là phải trên 10 lít, nhất là cũng phải từ 11 lít đó. Nhưng mà được có cái là những cái xe mà như thế này á, đi nó rất là mạnh, chạy nó rất là mạnh, cực kỳ mạnh. Và cái hộp số là hộp số tự động, đi nó rất là mượt luôn anh chị, đầm chắc. Nói chung là này, mời anh chị ha, form dáng nói chung là tuy là đời thấp nhưng mà có cái form dáng cũng rất là đẹp. Ford F kép Ford ha, biển số 62 Long An. Thì bên em là sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị ha. Anh chị nhìn thấy cái form dáng không, gầm bệ rất là cao đó. Anh chị mà thích mà những cái đi mà những cái xe dạng như là đi những cái cung đường mà đèo dốc, nhất là trên những cái vùng ha, Bảo Lộc, Đà Lạt đó, anh chị đi những cái xe này phải nói là tuyệt vời luôn. Nước sơn màu đen luôn chị. Tôn thùng thì rất là dày. Anh chị thấy nó dàn mâm không? Rất là lớn ha. Vỏ xe, bốn cái vỏ xe còn khá là đẹp. Và cái dòng xe này á, là xài là 4 thắng đĩa ABS. Anh chị nhìn cái mình thùng không? Thẳng tưng luôn ha. Đây, mâm sử dụng là 4 thắng đĩa ABS luôn ha. Khung gầm thì chắc chắn. Anh chị nhìn phía sau này, Ford F kép ha, XLS, form dáng cũng không có phải nó đến nỗi là tệ anh chị ha, cũng rất là đẹp mà sang ha. Đây cho anh chị xem bên trong, 5 chỗ ngồi. Anh chị thấy bên trong này có cái cốp sau nào rất là rộng, thoải mái để đồ luôn ha. Cho anh chị xem này. Đây bánh sơ cua bọng sàn thì sáng chân luôn.
Nói chung là vừa mới chạy trải nghiệm thử một vòng cũng được 3-4 cây số, nhưng mà thật sự với anh chị đi rất là êm luôn, cực kỳ đầm, nằm cho ngồi rộng rãi thoải mái. Đây, và cái để cho anh chị xem là cái phần keo chỉ, và thứ hai là những cái đinh tán đinh bon ha, coi là xe như thế nào, chất như thế nào ha. Đó, anh chị nào mà coi như là muốn trải nghiệm những cái dòng xe mà coi như là máy lớn gầm cao và coi như là không sợ hao xăng ha, thì chọn những cái dòng này để mình đi. Thứ nhất là mạnh mẽ, thứ hai là form dáng ha, đẹp, và thứ ba là coi như là cao ráo rộng rãi. Bên em là sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị nha, anh chị cứ yên tâm. Còn cái hàng ghế thứ hai này anh chị nè, xe này đi 5 người nè, phải nói là rất là thoải mái luôn, rộng rãi. Đó, những cái dòng xe mà 5 chỗ ngồi như thế này thì phải nói là cực kỳ rộng. Đó, này mà anh chị đi phượt, đi du lịch, đi chơi thì không còn gì bằng. Dàn ghế này là vậy thôi, ngồi cực kỳ êm, rất là êm, da tốt. Này, còn phần tắp bi này cũng vậy ha, nhìn ra tắp bi này anh chị thấy không? Rất là sắc nét luôn. Này là 4 cái loa, cái này bảo đảm anh chị là nghe nhạc thì miễn bàn. Còn keo chỉ cánh cửa ha. Đóng cửa rất là chắc chắn luôn. Đây, cánh cửa chính, cánh cửa tài ha. Anh chị thấy nhìn cái keo chỉ không? Cái nước sơn bên trong này nó sơn zin. Thì và còn cái nước sơn bên ngoài anh chị, là nước sơn này nó cũng đã sơn nhiều rồi ha. Cái tấm bằng tóc bi này, kéo xuống cho anh chị xem kỹ anh chị. Rất là sắc nét luôn. Nói chung là mọi chi tiết bên trong chiếc xe và nó còn rất là sáng và sắc nét. Và những chiếc xe này thường là gia đình đi không anh chị, cho nên là giữ rất là kỹ, cho nên là từ gầm bệ đến máy móc ha, và nội thất thì phải còn nói là còn đẹp. Rồi, bây giờ mời anh chị qua cho anh chị xem hai cánh cửa bên này ha. Anh chị thấy không? 4 cánh cửa, 4 cái tóc bi, sắc nét không? Sau 11 năm sử dụng mà còn chất như thế này thì anh chị biết rồi đó. Là chủ trước người ta rất là cưng ha. Cho nên là cái xe nó còn đẹp. Trong rồi nha, tuyệt vời. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần cục máy. Tuy là máy lớn nhưng mà nó cực kỳ êm, đứng gần là không nghe luôn ha, rất là êm. Giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần máy ha. Và đăng kiểm của xe này còn đến tháng 7 năm 23 ha. Và những cái dòng xe đời như thế này á, là đăng kiểm 1 năm nha anh chị nha. Đó, anh chị cứ yên tâm. Đây máy nổ anh chị, êm không? Quá êm luôn. Thì máy móc thì bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng. Đó, anh chị yên tâm ha. Đó, mấy cái trụ này rất là sắc nét ha. Và cái dòng Ford này thì anh chị cũng biết rồi, nó có nói chung là thương hiệu rất cũng rất là nổi tiếng, cho nên là về máy móc gầm bệ ha, anh chị yên tâm và chất lượng. Đây anh chị xem nóc capo ha, này là nóc capo rin nha anh chị nha, keo chỉ là nguyên zin nha.
Rồi, bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần gầm. Phần gầm bên dưới ha. Và cái dòng này thì anh chị thấy là nó rất là cao, cho nên cái gầm nó anh chị không? Cả 40 phân lận. Cái này là đi những cung đường xấu, đường khó coi như là tuyệt vời. Anh chị thấy cái gầm nó sáng trưng, sáng rực luôn ha. Rất là sáng. Đây, mời anh chị ra phía sau này, nghe không? Sáng rực luôn ha. Quá tuyệt vời cho một chiếc xe. Và xe này nó sẽ có là trang bị thêm là 4 cái cảm biến phía sau này. Khi anh chị ve thì nó an toàn. Và thứ hai là sẽ có camera ve luôn. Đó, khi mà mình ve rất là an toàn khi phía sau như thế này. Rồi, anh chị nào mà đam mê những cái dòng xe 5 chỗ ngồi, cao ráo, form dáng, rộng rãi và thứ hai là máy móc mạnh thì hãy nhấc máy alo liền cho bên em ha, để được sở hữu và chọn cái xe này để về đi gia đình ha. Thôi em xin phép được kết thúc về tại đây. Anh em nào mà đam mê những dòng xe như thế này thì hãy liên hệ ngay ha, để được trải nghiệm và chạy thử ha. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.